Xin chào tất cả các bạn. Chào buổi sáng tất cả các em nhé. Các bạn đang đến với buổi học thứ hai trong chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng với học văn chị Hiên. Những bạn nào chúng mình vào học rồi thì các em hãy bình luận như một cách điểm danh cùng với chị nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các em quay trở lại với chiến dịch này. Cho chị biết là những bạn nào chúng mình đã vào học rồi nhỉ? Đồng ý. Ở đây có bạn nào đã theo dõi buổi hôm qua và hôm nay là buổi thứ hai mà chúng mình dậy sớm không? À rồi, xin chào các bạn nhá. Xin chào các em. Rất là nhanh chóng, rất là đúng giờ. Các bạn đang có mặt ở đây rồi đúng không ạ? Rồi, xin chào Như Quỳnh nhá. Xin chào các bạn. Các em hãy bình luận giúp cho chị để mà chị cũng biết được rằng là những bạn nào đã vào học rồi này. À, xin chào Hạ Hạ, xin chào Mai Chi. Không biết là ở đây có bạn nào hôm nay mới là buổi đầu tiên dậy sớm cùng với chị không nào? Chị đã thấy ở đây một số những cái tên quen thuộc mà ngày hôm qua chúng ta cũng đã tương tác rất là nhiệt tình và học tập chăm chỉ với nội dung về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thì ngày hôm nay tiếp tục chúng mình sẽ ôn tập về bài thơ Viếng Lăng Bác nhé. Đây là chiến dịch tổng ôn về 4 tác phẩm thơ trọng tâm học kỳ 2. Đồng ý không? Rồi, xin chào Khánh Chi, xin chào Túc Chi. Hôm qua các bạn đã nhận được tài liệu chưa? Buổi hôm qua chúng mình đã nhận được tài liệu chưa nào? Hôm qua là chúng mình có tài liệu là bản scan lại cái phần sơ đồ về Mùa Xuân Nho Nhỏ này. Đồng ý không? Đây, chúng ta có bản scan lại cái sơ đồ này. Rồi chúng ta có gì nữa nhỏ? À, chúng ta có cái hệ thống kiến thức của bài Mùa Xuân Nho Nhỏ. Chúng ta có bài văn viết mẫu về bài thơ đó. Thì hôm qua các bạn đã thực hiện các thao tác và được nhận tài liệu đầy đủ chưa nào? Hôm qua chúng mình đã được nhận tài liệu đầy đủ chưa? Chúng mình chỉ cần là chụp ảnh lại cái sơ đồ mà các em đã thực hiện được sau buổi học hôm qua. Rồi chúng mình đăng lên trang cá nhân của mình kèm theo hashtag, rồi nhắn tin về. Đồng ý không ạ? Là chúng mình sẽ được nhận tài liệu đấy. Chị đã hướng dẫn rất là rõ ở trong buổi học rồi. Nên các bạn nhớ thực hiện theo các bước để chúng mình nhận tài liệu đầy đủ nhá. Rồi, xin chào các em. À em được nhận rồi này. Đó, các bạn mà thực hiện đầy đủ các cái thao tác thì chúng mình sẽ được nhận tài liệu đấy. Rồi, tương tự như cách học của buổi học hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ học qua sơ đồ để ghi nhớ kiến thức về bài thơ Viếng Lăng Bác nhé. Bài thơ này có 4 khổ thơ thì chị cũng sẽ chia ra thành 4 phần luôn. Đây, và các bạn cũng giúp chị chủ động ghi nhớ kiến thức về tác giả tác phẩm. Còn trong buổi học này, chúng mình sẽ tập trung để ghi nhớ kiến thức về toàn bộ tác phẩm Viếng Lăng Bác các bạn nhé. À rồi, xin chào Khánh Linh nha. Bài thơ Viếng Lăng Bác được nhà thơ Viễn Phương sáng tác với những dòng thơ đầu tiên là cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác. Bài thơ này thì mạch cảm xúc được triển khai theo trình tự thời gian, theo trình tự của một chuyến vào Lăng Viếng Bác. Đầu tiên là cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác, đúng không? Nhá, chúng ta có thể ghi ngắn gọn đó là khi đứng trước Lăng Bác. Đồng ý không nào? Rồi, khổ thơ đầu tiên chúng ta có 4 câu thơ như sau. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Thì ở đây chúng ta thấy này, với khổ thơ đầu tiên ý, ta sẽ phân tích theo bố cục 1, 3. Bởi vì câu đầu tiên thì có một nội dung và ba câu tiếp theo thì cùng viết về hình ảnh hàng tre. Nên chúng mình sẽ nhóm như vậy để triển khai phân tích nhé. Trước tiên ạ, câu đầu. Phân tích câu đầu thì chúng ta chú ý với những yếu tố như sau. Thứ nhất là cách xưng hô, con, bác. Đúng không ạ? Đây là một cách xưng hô vừa tạo cái sự gần gũi, thân thương, nhưng cũng không kém phần thành kính, tôn trọng. Và có lẽ
chỉ có ở Việt Nam ta, đúng không ạ? Thì một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc lại được gọi với cách gọi như một người thân yêu trong gia đình đối với tất cả người dân Việt Nam. Nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Cách xưng hô này các bạn có thể liên hệ mở rộng để thấy được rằng là mọi người dân Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam đều gọi bác với một cách gọi thân thương như thế nhưng cũng vô cùng tôn trọng, vô cùng thành kính. Đồng ý chưa? Đấy, đấy là yếu tố đầu tiên chúng mình phân tích về cách xưng hô con bác nhé. Thứ hai, chúng ta phân tích về cụm từ miền Nam để cho thấy được cái nỗi nhớ mong của tác giả. Và không chỉ của tác giả mà còn là của những người dân miền Nam khi mà bác vẫn luôn đau đáu cái nỗi nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà đấy. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Thì sau bao nhiêu mong mỏi, giờ đây cuối cùng Viễn Vương cũng đã được đến thăm lăng bác. Đồng ý không ạ? Cũng đã được đến bên người rồi. Đấy, và cuối cùng yếu tố thứ ba chúng mình phân tích ở câu đầu đó chính là từ thăm. Là biện pháp nói giảm nói tránh các bạn nhé. Nói giảm nói tránh. Vừa là để giảm nhẹ đi, đúng không ạ? Làm giảm bớt đi cái sự đau buồn trước sự thật là bác đã ra đi rồi. Nhưng cũng vừa cho thấy mục đích của tác giả trong chuyến đi này khi mà đang có mặt ở đây. Đó là gì? Đến thăm lăng bác, đúng không ạ? Để được đến bên bác. Đấy, thì đấy là ý nghĩa của câu đầu. Và với những ý nghĩa đó thì câu thơ đầu tiên này này giống như là một lời thông báo, đúng không ạ? Một lời thông báo ngắn gọn rằng giờ đây người con miền Nam đem theo tình yêu thương, đem theo sự kính trọng, đem theo niềm mong mỏi của những người dân miền Nam đã có thể được đến bên lăng bác. Đồng ý không? Câu thơ vô cùng xúc động. Các bạn nhớ nhấn mạnh về cái sự xúc động của câu thơ này nhé. Em còn có thể bình luận sâu về cái sự xúc động này khi mà gắn với hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm để thấy được rằng ấy, nhà thơ Viễn Vương là một nhà thơ sáng tác chủ yếu với đề tài là tình yêu quê hương đất nước và tình cảm với lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản thân nhà thơ thì đây là lần đầu tiên mà nhà thơ được đến bên bác, mà đau đớn hơn, xúc động hơn khi mà trong lần đầu tiên này thì lại là khi mà bác đã ra đi rồi. Thế nên cảm giác như là chuyến đi này là một kết quả của cả một quá trình ấy, mong mỏi này, chờ đợi này. Đấy, em hình dung như là mình rất là yêu quý một người, nhưng mà sau biết bao nhiêu những cái thử thách, biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh, vượt qua những hoàn cảnh đấy, thì cuối cùng mới có thể được gặp người đó. Thì tác giả ở đây cũng như vậy. Nên câu thơ đầu tiên, mặc dù là đầu tiên, nhưng mà niềm cảm xúc đã rất là dạt dào rồi. Nhớ chưa ạ? Nhá, đấy là câu đầu này. Rồi, đồng ý. Tiếp tục chúng mình sẽ phân tích ba câu tiếp để tập trung về hình ảnh hàng tre. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam. Trước tiên, hàng tre ta sẽ phân tích với ý nghĩa tả thực, là miêu tả cái không gian nơi lăng bác, đúng không ạ? Không gian ở ngoài lăng với hàng tre xanh xanh, hàng tre bát ngát. Một không gian được mở ra khoáng đạt. Rồi tiếp tục này, tiếp tục. Tác giả xúc động đến độ mà cất lên tiếng ôi, đúng không ạ? Nhá, đây là một câu cảm thán cho thấy niềm xúc động của tác giả. Và cũng cho thấy tác giả vô cùng ấn tượng với hàng tre này. Có thể nói đứng trước khung cảnh ở bên ngoài lăng ấy thì hàng tre là cái khung cảnh, là cái yếu tố mà tác giả ấn tượng nhất, đúng không? Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam. Bây giờ chúng mình sẽ phân tích ý nghĩa ẩn dụ của hàng tre nhé. Đó, hàng tre chính là ẩn dụ cho con người Việt Nam. Với những phẩm chất tốt đẹp là gì ạ? Là kiên cường này,
là đoàn kết này, là bền bỉ này, trong cái ý nghĩa liên hệ với bão táp mưa sa. Thì nếu như bão táp mưa sa là để nhắc đến cái gì ạ? Để nhắc đến những cái khó khăn này, những cái thử thách này, đúng không ạ? Thì hàng tre bão táp mưa sa đứng thẳng hàng, cái tư thế đứng thẳng hàng ấy chính là ẩn dụ cho con người Việt Nam với tất cả lòng kiên cường, với tất cả sự đoàn kết bền bỉ. Từ đó mà hàng tre trong liên tưởng của tác giả giống như muôn triệu người dân Việt Nam đang đứng canh giữ giấc ngủ cho Bác cùng với tấm lòng kiên định thực hiện lý tưởng mà người đã chọn. Đúng chưa? Nhá. Đấy, rồi với những ý nghĩa đó thì hàng tre ở đây vừa mang những cái nét nghĩa giản dị nhưng cũng vừa mang những cái ý nghĩa vô cùng sâu xa khiến cho tác giả vừa xúc động và cũng rất ấn tượng nữa. Nhá. Đồng ý chưa ạ? Rồi nếu như mà em muốn khai thác sâu hơn, bình luận sâu hơn về hình ảnh hàng tre này ấy, em có thể tập trung với hai tính từ bát ngát và xanh xanh. Bởi cây tre, bóng dáng của cây tre cũng chính là bóng dáng của làng quê Việt Nam, đúng không ạ? Thế nên hình ảnh hàng tre bao quanh Lăng Bác ấy, cũng đem đến một cái không gian như là làng quê thân thuộc của Việt Nam này vậy, đang bao bọc, đang chở che cho giấc ngủ ngàn thu của Bác. Điều đó có ý nghĩa rằng dù có như thế nào thì Bác vẫn luôn ở bên quê hương Việt Nam mình. Đồng ý không? Đấy, thì đấy chính là ý nghĩa của khổ thơ đầu tiên. Các bạn có thể nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy được là có hai ý lớn này. Đồng ý chưa? Trong mỗi ý thì chúng ta phân tích những nội dung gì? Chúng ta có thể dựa vào đây để tập diễn đạt chi tiết, ví dụ như thế này. Bài thơ Viếng Lăng Bác mở đầu với niềm cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Câu thơ đầu tiên như một lời thông báo ngắn gọn nhưng cũng vô cùng xúc động bởi tác giả đã sử dụng từ đại từ xưng hô con, bác. Đây là cách xưng hô không còn quá xa lạ đối với mỗi người dân Việt Nam, vừa thể hiện sự gần gũi, thân thương, coi bác như một người thân trong gia đình, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và tấm lòng thành kính. Bởi có ở đâu như đất nước Việt Nam mình khi một vị lãnh tụ vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn có một tình cảm thân thương và gắn bó với mỗi người dân Việt Nam. Ta có thể liên hệ mở rộng là gì? Nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Hơn nữa, ở đây là tấm lòng của một người dân miền Nam, đúng không ạ? Một người dân vô cùng yêu quý bác và như đem theo tấm lòng của tất cả miền Nam để đến đây thăm bác, để đến đây ở bên người. Từ thăm là cách mà tác giả sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh, vừa để giảm nhẹ đi sự đau buồn nhưng cũng vừa nêu rõ mục đích của chuyến đi này. Tác giả muốn đến đây bày tỏ tấm lòng với vị lãnh tụ mà bấy lâu nay mình vẫn luôn thành kính nhớ mong, vẫn luôn luôn bày tỏ tấm lòng biết ơn với người. Đồng ý không ạ? Nhá. Và đứng trước khung cảnh ở ngoài Lăng Bác thì tác giả vô cùng ấn tượng với hình ảnh hàng tre. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Hàng tre đã tạo ra một cái khung cảnh, đúng không ạ? Tạo ra một khung cảnh, một không gian rất là thành kính thiêng liêng ở bên ngoài lăng, một không gian bát ngát xanh xanh đã được mở ra như thế. Tác giả xúc động đến độ đã cất lên, ôi, đúng không ạ? Nhá, đồng ý chưa? Đã cất lên tiếng gọi, ôi. Vừa thể hiện như một tiếng reo vui nhưng cũng vừa thể hiện cái sự ấn tượng đặc biệt của tác giả trước hàng tre này. Bởi tác giả liên tưởng tới con người Việt Nam, nếu như hàng tre bão táp mưa sa đứng thẳng hàng thì con người Việt Nam cũng có một tư thế kiên định, kiên cường, đoàn kết, bền bỉ khi đối diện với khó khăn. Đó là cách mà tác giả khẳng định tấm lòng của những người dân Việt Nam giờ đây sẽ mãi mãi đoàn kết để thực hiện lý tưởng mà người đã chọn.
Hàng tre xanh xanh ấy, hàng tre bát ngát ấy, giản dị vô cùng nhưng cũng sâu sắc vô cùng. Nhà thơ ấn tượng với hàng tre và cũng có ấn tượng với khung cảnh bên ngoài lăng, khi khung cảnh ấy còn khiến cho không chỉ nhà thơ mà tất cả chúng ta như cảm nhận được rằng dù như thế nào thì bác vẫn luôn ở bên quê hương Việt Nam mình. Đồng ý không ạ? Các bạn hình dung ra chưa? Đấy là cách mà chúng ta diễn đạt theo sơ đồ tư duy. Và các bạn cũng tập như thế đi, để chúng mình học theo sơ đồ và có cái sự hiệu quả. Bởi đi thi thì không phải là chúng mình trình bày cái sơ đồ này ra, mà đi thi là chúng mình sẽ phải diễn đạt. Đúng không ạ? Chúng mình phải diễn đạt cụ thể. Sơ đồ này sẽ giúp chúng ta nhớ ý chính. Còn bây giờ diễn đạt cụ thể thì các em sẽ tập dần. Và tốt nhất là chúng ta nên có thể diễn đạt được từ sơ đồ. Thì khi đó các em chỉ cần nhớ ý chính thôi, rồi đi thi chúng mình hoàn toàn có thể chủ động với bài thi của mình. Đấy cũng là cái mong muốn mà chị mong sao các em có thể thực hiện được trong giai đoạn cuối này. Thông qua 4 buổi của chiến dịch này thì cũng là 4 cái bài thơ mà chúng ta ôn, rồi từ đấy các bạn làm quen và các bạn áp dụng với những tác phẩm khác nữa nha. Đồng ý không? Nhá, các bạn hình dung ra chưa ạ? Đấy, và đúng rồi, tham gia mỗi buổi học này thì các em đừng chỉ ghi chép không. Đấy, mà các em hãy tích cực bình luận, các em nhớ được bất cứ nội dung gì liên quan đến khổ thơ mà chị đang ôn với các bạn thì các bạn bình luận luôn. Đấy, nhá, đồng ý không ạ? Đấy cũng là một cách để chúng ta ghi nhớ, để chúng ta biết được rằng là mình đã nhớ những nội dung gì và mình còn quên những nội dung gì. Ok chưa nào? Đấy, thì đấy là nội dung của khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Viếng Lăng Bác nhá. Không biết là có bạn nào chúng mình đã nắm chắc được về nội dung của khổ 1 này rồi nhở? Nội dung của khổ 1 này có bạn nào đã nắm chắc chưa? Với những nội dung như thế này thì không khó để chúng ta nắm chắc đúng không? Không khó để chúng ta ghi nhớ đâu nhở? Các bạn phản hồi cho chị biết với nào. Từ hôm qua thì chị cũng khuyên chúng mình là khi mà vào học ở trong chiến dịch này thì cũng chuẩn bị sẵn giấy bút đi nhá, chuẩn bị sẵn giấy bút để cùng viết với chị, để sau mỗi buổi chúng ta cũng có được một sơ đồ tương đối hoàn thiện, đúng không? Và viết sơ đồ này đâu có khó đâu, các em cũng không cần phải hoa lá cành gì đâu, ở đây là chị cứ ngựa ngựa như thế thôi, còn các bạn các em cứ viết làm sao mà các em hiểu được là được, đúng chưa nào? Rất là nhiều bạn đã nắm chắc rồi này. Rất tốt, rất tốt. Mong sao là khổ thơ nào, bài thơ nào các bạn cũng sẽ tự tin nắm chắc như vậy nhá. Đồng ý không? Đấy, thế thì cùng với sự tự tin đó, bây giờ chúng ta bước sang khổ thơ thứ hai đi. Ok không ạ? Bước sang khổ thơ thứ hai. Thì khổ thơ thứ hai như chị đã ôn lại cùng với các bạn ở những cái giây phút đầu tiên trong buổi học này, thì bài thơ Viếng Lăng Bác được triển khai cái dòng cảm xúc theo trình tự của một chuyến vào lăng viếng Bác. Vậy đầu tiên là đứng ở cái không gian bên ngoài lăng. Thì bây giờ tiếp tục là tác giả sẽ cùng với dòng người vào lăng viếng Bác. Thế nên khổ thơ thứ hai là cảm xúc của tác giả khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Đồng ý chưa ạ? Nhá, khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Ở đây chúng mình sẽ chia bố cục thành hai phần, 4 câu thơ và chia thành hai phần chính. Bởi các em để ý này, hai câu đầu có sự tương đồng là cùng viết về hình ảnh mặt trời, đúng không? Nhưng hình ảnh mặt trời ở mỗi câu lại có một ý nghĩa khác nhau. Còn hai câu sau thì cùng viết về hình ảnh dòng người đi trong thương nhớ. Thế nên chúng mình sẽ chia là hai câu đầu và hai câu sau. Đồng ý chưa ạ? Nhá, trước tiên nào, hai câu đầu. Ok, chị đã dạy bài Mùa Xuân Nho Nhỏ trong buổi hôm qua rồi em nhá. Đồng ý không? Hôm qua chúng mình đã học Mùa Xuân Nho Nhỏ rồi, với một sơ đồ như thế này rồi đây này. Hoàn thiện rồi nhá. Đấy, hôm nay chúng mình đến với Viếng Lăng Bác. Bây giờ đối với hai câu đầu này thì chúng mình sẽ cùng xem là có những hình ảnh nào và có những biện pháp tu từ nào nhá. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ta thấy ngay chúng ta cần phải phân tích hai hình ảnh mặt trời ở đây, đúng không ạ?
chị gọi là mặt trời trong câu 1 thì chị gọi tắt là mặt trời 1 nhé. Là mặt trời với ý nghĩa tả thực. Đúng không ạ? Là chỉ mặt trời của tự nhiên. Là chỉ mặt trời mà đem đến sự sống cho muôn vật, muôn loài. Đồng ý chưa? Đấy. Thế còn hình ảnh mặt trời thứ hai là mặt trời trong lăng. Là hình ảnh mặt trời ẩn dụ. Đúng không ạ? Và khi mà em phân tích ẩn dụ thì em phải chỉ rõ là ẩn dụ cho điều gì. Thì ở đây, mặt trời trong lăng chính là ẩn dụ cho Bác Hồ. Hay cụ thể hơn chính là ẩn dụ cho công lao của Bác. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mặt trời của tự nhiên đem đến ánh sáng, đem đến sự sống cho muôn vật muôn loài, thì công lao của Bác cũng đã đem đến ánh sáng của tự do, hơi ấm của cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Việt Nam, cho toàn thể nhân dân nô lệ trên thế giới. Đúng không ạ? Nhá, thế thì dùng hình ảnh mặt trời để ẩn dụ cho công lao của Bác là cách mà tác giả muốn ca ngợi này. Đúng không ạ? Muốn ca ngợi công lao của Bác này. Là cách mà tác giả muốn nhấn mạnh rằng là Bác vẫn luôn còn trường tồn mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Bởi vì mặt trời của tự nhiên có bao giờ mất đi không ạ? Ở đây, dùng những cái hình ảnh của tự nhiên, những hình ảnh mang giá trị trường tồn, những hình ảnh mang giá trị vĩnh cửu ấy, để ví với Bác cũng là cách để tác giả khẳng định được rằng là gì? À, công lao của Bác vẫn còn đó. Đúng không ạ? Bác vẫn hiện hữu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Rồi chưa hết, chúng ta thấy cách mà tác giả miêu tả hình ảnh mặt trời trong lăng như thế nào. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì rất đỏ ở đây còn mang ý nghĩa biểu tượng cho một trái tim vẫn luôn nồng cháy tinh thần cách mạng, đúng không ạ? Nhá, trái tim vẫn luôn nồng cháy tình yêu nước. Nồng cháy tinh thần cách mạng. Bởi vậy nên mặt trời của tự nhiên ngày ngày vẫn đi qua, vẫn nghiêng mình kính cẩn trước mặt trời của dân tộc. Từ đây ta bắt đầu liên hệ lại với cả mặt trời ở trong câu 1 nhé, để thấy được rằng là phải chăng với ý nghĩa đó mà tác giả đã miêu tả mặt trời của tự nhiên trong lối nói nhân hóa. Đúng không ạ? Ngày ngày đi qua trên lăng đấy. Đấy, nghiêng mình kính cẩn trước mặt trời của dân tộc. Đồng ý không nào? Ok chưa? Đấy, đấy là cách chúng ta phân tích hai câu đầu nhá. Ở hai câu này ta cứ tập trung ở hình ảnh mặt trời giúp cho chị. Và để tạo ra sự liên kết cũng như là tạo ra một cái sự chảy trôi trong mạch cảm xúc thì ở khổ thơ này tác giả đã sử dụng điệp từ ngày ngày. Như một dấu ngang nối, như cách để tác giả thể hiện về sự chảy trôi của thời gian, đúng không ạ? Nhấn mạnh cái sự chảy trôi liên tục không ngừng của thời gian. Và trong sự chảy trôi ấy thì ngày ngày là mặt trời đi qua trên lăng nghiêng mình kính cẩn trước mặt trời dân tộc. Và cũng trong sự chảy trôi ấy thì ngày ngày là dòng người đi trong thương nhớ kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Vừa là quy luật của tự nhiên cũng vừa là quy luật của lòng người. Vẫn luôn luôn như vậy trong suốt cái quá trình chảy trôi của thời gian. Đồng ý không ạ? Nhá, nào thì bây giờ phân tích hình ảnh dòng người nè. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ.
Hình ảnh dòng người được tác giả miêu tả trực tiếp với tấm lòng thương nhớ, đúng không ạ? Miêu tả trực tiếp tâm trạng, tấm lòng của dòng người vào lăng viếng Bác, và trong đó có tác giả. Đấy, rồi tiếp tục này, ta sẽ phân tích câu cuối cùng. Kết tràng hoa. Đúng không? Là hình ảnh cho thấy tấm lòng thành kính của mỗi người tựa như là một bông hoa tươi thắm, và giờ đây cả dòng người ấy cũng như kết thành một tràng hoa lớn để dâng lên Bác những gì thành kính nhất, những gì trong sáng nhất, những gì tốt đẹp nhất, đúng không nhá? Nên kết tràng hoa này vừa cho thấy được, vừa gợi mở ra cái không gian ở lăng Bác khi mà có rất nhiều những tràng hoa của rất nhiều những người dân thành kính dâng lên Bác, và nó cũng vừa cho thấy được cái tấm lòng thành kính của mỗi người. Đồng ý chưa? Liên tưởng mỗi người giống như một bông hoa, để rồi dòng người chính là cả một tràng hoa. Để dâng lên Bác những gì thành kính nhất. Đồng ý chưa? Và đặc biệt câu cuối của khổ 2 này có biên độ mở rộng đến 9 chữ. Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Đồng ý không ạ? Sự thành kính này cũng được thể hiện qua từ dâng. Một từ để bày tỏ tấm lòng trân trọng, đúng không ạ? Vô cùng trân trọng, đấy, vô cùng thành kính. Và cụm từ 79 mùa xuân. Là cụm từ mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc đời của Bác, đúng không ạ? Cho 79 năm cuộc đời của Bác. Và cũng chính là biểu tượng cho một cuộc đời đẹp như những mùa xuân. Thì dù hiểu theo cách nào, ta đều cảm nhận được vẻ đẹp của hình ảnh này, ta đều cảm nhận được cái tấm lòng thành kính của tác giả khi xây dựng hình ảnh này trong từng nhịp bước chân tiến vào lăng Bác. Đúng không? Nhá, thì toàn bộ khổ thơ thứ hai với nhịp thơ chậm rãi đã góp phần thể hiện niềm cảm xúc của tác giả. Nếu như cảm xúc trong khổ 1 là niềm xúc động, thì cảm xúc trong khổ 2 như càng trở nên da diết và nghẹn ngào hơn. Đúng không ạ? Nhá, da diết, nghẹn ngào và thành kính. Đó, đó chính là nội dung của khổ 2 các em ạ. Các bạn hình dung ra chưa nào? Ok không? Đấy nhá, nội dung của khổ 2 chúng ta sẽ chia ra thành hai phần chính, và kết nối giữa hai phần đấy chính là điệp từ ngày ngày. Điệp từ ngày ngày này các bạn có thể phân tích ngay từ đầu, hoặc các em cũng có thể phân tích ở cuối. Sau khi phân tích xong hết rồi thì các bạn chỉ ra là sợi dây liên hệ giữa sự chạy à giữa quy luật của tự nhiên và quy luật của lòng người chính là điệp từ ngày ngày. Mỗi từ ngày, mỗi khi từ ngày ngày vang lên là khi mà tác giả thể hiện một sự suy ngẫm, thể hiện một niềm cảm nhận của mình về thời gian và cũng là về tấm lòng thành kính của tất cả mọi người. Ok chưa? Nhá. Đó, thì đấy là về nội dung của khổ 2. Nội dung của khổ 2 này nhìn như thế này nhưng không phải là quá dài đâu. Các bạn cứ phân tích lần lượt giúp cho chị. Và có một điều đặc biệt nhé, là bài thơ Viếng Lăng Bác là một bài thơ mà gần như câu thơ nào cũng có biện pháp tu từ các em ạ. Bởi vậy mà phân tích bài thơ này, mặc dù có 4 khổ thơ thôi, mà chủ yếu là những câu thơ 8 chữ thôi, thế nhưng chúng ta thấy dung lượng phân tích rất là dài, rất là nhiều, và chúng ta có thể triển khai được rất nhiều những nội dung ý tưởng xoay quanh các câu thơ đấy. Nên khi phân tích Viếng Lăng Bác là các bạn sẽ nhớ cho chị về các biện pháp tu từ nha. Nhớ chưa? Không được quên các biện pháp tu từ ở trong bài thơ này đâu. Đấy, nhá. Ok chưa nào? Nếu như em muốn nhắc đến sự sóng đôi thì em có thể thấy cái sự sóng đôi trong hai câu đầu. Mặt trời của tự nhiên sóng đôi với cả mặt trời của dân tộc đấy. Mặt trời đi qua trên lăng và mặt trời trong lăng rất đỏ.
Đồng ý chưa? Sự sóng đôi được thiết lập khi cùng nhắc đến một hình ảnh chung là hình ảnh mặt trời. Tuy nhiên, ý nghĩa của mỗi hình ảnh đấy lại khác nhau. Nhá. Rồi, đấy là nội dung của khổ 2. Ồ, rất là đông các bạn đang vào học này. Các em đã nắm được nội dung này chưa? Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Nhá, thì trong quá trình mà chị ôn với các bạn ở mỗi khổ thơ ấy, thì chị không có nhiều thời gian để mà tương tác, bởi vì là để tăng cái sự tập trung cùng với các em, thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách đấy. Nghĩa là khi chúng ta thiết lập sơ đồ ấy, các bạn cứ hoàn toàn tập trung. Sau đấy thì em có thể tham khảo thêm trong tài liệu, hoặc là xem lại phần ghi chép mình đã học để xem là còn ý nào mình bổ sung không. Đồng ý không? Còn trong quá trình mình lập sơ đồ, đừng bị sao nhãng. Đừng viết theo kiểu là cứ viết được một cái nhánh này đấy, xong rồi là làm đủ thứ trên đời, nào là đi uống nước, nào là đọc tài liệu, nào là ăn vặt, nào là làm này làm kia, rồi lướt qua Facebook một tẹo, rồi lướt qua TikTok một tẹo, xong rồi mới lại làm tiếp. Thì khi đó ấy, cái sự liền mạch nó không có trong quá trình chúng ta lập sơ đồ, và cái việc học của chúng mình cũng lại bị giảm bớt đi cái sự hiệu quả rồi. Đồng ý không? Nên đấy cũng là lý do mà khi các bạn thấy mà chị bắt tay vào viết một khổ rồi là cứ như thế trào ra tuôn ra thôi. Đó, đồng ý chưa nào? Nhá, đấy, thì đấy là cái cách học bằng sơ đồ tư duy của chúng mình. Cứ qua mỗi buổi học thì chúng mình sẽ có thêm một vài những cái lưu ý khi học bằng sơ đồ tư duy trong giai đoạn cuối này nhá. Nhớ chưa? Làm sao để mà chúng mình dễ nhớ này, dễ nắm bắt này, và còn áp dụng được nữa, chứ không phải là viết sơ đồ xong rồi để đấy, viết sơ đồ xong rồi không có tác dụng gì khi mà mình đi thi cả. Nhớ chưa? Nhá, nên là những bạn mà đã quyết tâm dậy sớm cùng với chị trong chiến dịch này rồi, thì chúng ta cố gắng là sau chiến dịch này nắm bắt được về cách học bằng sơ đồ tư duy. Còn nếu như chúng mình muốn áp dụng cùng với chị, áp dụng cách học này với tất cả các tác phẩm khác, rồi là chúng mình còn có thể đi sâu luyện tập về mặt diễn đạt nữa, thì đừng bỏ qua cái cơ hội đăng ký khóa học chạy văn dành riêng cho những bạn ở trong chiến dịch này nhá. Như chị đã nói từ hôm qua đấy, thì trong thời gian của chiến dịch này diễn ra, với những bạn tham gia chiến dịch này thì các em đăng ký khóa chạy văn chúng mình sẽ được ưu đãi thêm về học phí. Trong thời gian này học phí đã đang được ưu đãi rồi, nhưng với riêng các em thì học phí sẽ còn được ưu đãi giảm nhiều hơn nữa cơ. Đồng ý không ạ? Mà chúng mình sẽ học trong 20 buổi, và cái nội dung mà ôn tập về các văn bản không chỉ kỳ 2 mà còn là kỳ 1, không chỉ là thơ mà còn là văn xuôi, là một nội dung rất là trọng tâm ở trong khóa học này. Nếu như hỏi về nội dung của toàn bộ khóa chạy văn ấy, thì chúng ta sẽ học tất tần tật, học hết, học tất cả những gì cần để chúng mình đi thi, nhưng học dưới cái mục tiêu là nhanh chóng, cô đọng, ngắn gọn để ta áp dụng được khi mà chúng mình đi thi luôn. Bởi vì đây là giai đoạn cuối rồi nhá, nên là các bạn hãy tìm hiểu thông tin về khóa học chạy văn và đăng ký ngay bằng cách là nhắn tin cho chị, và đừng quên là chia sẻ rằng là em tham gia chiến dịch dậy sớm nên em sẽ còn được áp dụng ưu đãi nữa nha. Ok chưa ạ? Đấy, thì đấy là về nội dung của hai khổ đầu trong bài thơ Viếng Lăng Bác, và một xíu những cái sự chia sẻ để chị mong là các bạn sẽ không bị bỏ qua, không bị bỏ lỡ cái cơ hội mà các em đã có được khi tham gia trong chiến dịch này, lúc mà chúng mình đăng ký khóa học chạy văn nhá. Đồng ý chưa? Đấy, thì bây giờ tiếp tục chúng ta đến với nội dung của những khổ thơ tiếp theo nào. Cũng sắp đến giờ các bạn đi học rồi, chúng mình tranh thủ nhá. Nào, bây giờ đến với khổ thơ thứ ba đi. Ta đã phân tích xong hai khổ đầu, đã thấy được cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng Bác này, rồi cảm xúc của tác giả khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Thì giờ đây đến với khổ thơ thứ ba là lúc mà tác giả đã vào trong lăng Bác rồi, là lúc mà tác giả đứng trước di hài của Bác. Và có thể nói khổ thơ thứ ba này vang lên với những vần thơ xúc động nhất trong toàn bộ bài thơ này. Ta có khổ thơ thứ ba là cảm xúc của tác giả khi vào trong lăng. Đứng trước di hài Bác đấy. Đồng ý không ạ? Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Ok không? Nào các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập về khổ thơ thứ ba này nhá.
À, chị ơi, chị có được xem lại giống hôm qua không ạ? Hôm qua là các chị vẫn còn lưu lại cái video của buổi hôm qua dành cho những bạn nào mà muốn xem nhưng mà bỏ lỡ mất cơ hội. Nhưng mà hôm nay thì chị không dám chắc đâu. Nên là bây giờ em vào học luôn thì em học được nội dung nào em ghi nhớ luôn nhá. Sau đấy thì mình tranh thủ thời gian mình xem lại những nội dung mà mình chưa kịp xem trong buổi hôm nay. Đồng ý không nào? Rồi, đấy. Thế thì với khổ thơ thứ ba này chúng ta lại chia bố cục thôi nhá. Với thơ ấy thì các em trước khi đi vào phân tích, các bạn đừng vội là phân tích từng câu một luôn, mà các em hãy chia bố cục đi để cho cái phần phân tích của mình nó được mạch lạc. Kiểu như là phân tích hết nội dung này thì chuyển sang nội dung khác, mà cùng một nội dung thì có thể được thể hiện bằng nhiều câu thơ. Thì trong khổ thơ thứ ba này với 4 câu thì có hai nội dung chính. Trong đó hai câu đầu là miêu tả cũng như là bày tỏ cảm xúc của tác giả trước hình ảnh bác đang nằm trong giấc ngủ bình yên, đúng không? Và hai câu sau là thể hiện cho niềm xúc động trào dâng của tác giả. Nào, trước tiên ta đến với hai câu đầu. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, cách mà tác giả sử dụng từ nằm này, rồi giấc ngủ này, đúng không? Chính là biện pháp nói giảm nói tránh, đúng chưa? Để tránh nhắc trực tiếp đến việc là bác đã ra đi rồi, để đem đến một cái sự bình yên, để đem đến một cái sự thanh thản phần nào trong tư thế của bác, trong hình ảnh của bác khi ở trong lăng, đúng không? Khi đứng trước di hài của bác, tác giả hay mỗi chúng ta cũng như vậy thôi. Cảm giác như bác vẫn đang ở đó, bác chỉ đang ngủ, đúng không ạ? Bác chỉ đang ngủ trong một giấc ngủ bình yên mà thôi. Nhưng nếu như em muốn đào sâu hơn nhá, thì em hãy tập trung vào hình ảnh giấc ngủ bình yên này này. Mặc dù là tác giả đã sử dụng nói giảm nói tránh để làm vơi bớt đi sự đau buồn rồi, nhưng hình ảnh giấc ngủ bình yên vẫn khiến cho chúng ta không khỏi suy ngẫm. Bởi vì sao? Bởi vì đã từng có những cái câu thơ rất chân thực vang lên như thế này: đêm nay bác ở đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của mình có khi nào bác được ngủ yên giấc? Cả cuộc đời của mình bác dành trọn cái tâm tư, bác dành trọn suy nghĩ là để cho lo cho dân, cho nước. Thế nên càng đau đớn hơn biết bao nhiêu khi mà chỉ khi bác đã ra đi rồi, giấc ngủ của bác mới phần nào bình yên, đúng không ạ? Nhá, nên giấc ngủ này bình yên thật đấy, giấc ngủ này cũng an lành thật đấy, nhưng khiến cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta lại càng thương bác nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi cả một cuộc đời vất vả lo cho dân cho nước, thì khi mà bác đã ra đi rồi, giấc ngủ của bác mới phần nào được bình yên, đúng không? Đó. Rồi sau đấy chúng mình sẽ phân tích về câu thơ thứ hai: giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Hình ảnh vầng trăng xuất hiện ở đây là một sự bất bình thường, bởi sao lại có vầng trăng xuất hiện ở trong lăng được? Và để lý giải cho sự bất bình thường ấy, chúng ta sẽ cùng xem là tác giả đang quan sát điều gì trong thực tế để mà liên tưởng tới vầng trăng ở đây đây nhở. Để mà liên tưởng tới vầng trăng ở đây đây. À, đó là bởi vì không gian ở trong lăng ấy có ánh sáng dịu nhẹ. Đồng ý chưa? Nhá, có ánh sáng dịu nhẹ. Thế nên khiến cho tác giả liên tưởng như là ánh sáng của vầng trăng đang soi tỏ nơi đây. Và bên cạnh đó, vầng trăng còn là một người bạn tri âm tri kỷ của bác. Nên khi mà chứng kiến, khi mà được đứng trước di hài của bác với tấm lòng thành kính như vậy, tác giả cũng muốn sử dụng hình ảnh vầng trăng để có thể ca ngợi về nhân cách cao cả, về tấm lòng trong sáng của bác, về một người bạn tri âm tri kỷ của bác giờ đây đã đến bên bác để che chở ôm ấp cho giấc ngủ ngàn thu, đúng không? Nên vầng trăng ở đây còn mang ý nghĩa ẩn dụ cho nhân cách, cho tấm lòng cao cả trong sáng của bác, cho điều gì nữa ạ? À, để nhắc đến một người bạn tri âm tri kỷ của bác. Và đến đây thì em có thể liên hệ với những vần thơ xuất hiện ánh trăng trong thơ của bác.
Đồng ý không? Nên hình ảnh vầng trăng này cũng đem đến một cái sự gần gũi, đem đến cái tình cảm sáng trong, cái nhân cách cao cả của bác trong suốt cuộc đời của mình. Và giờ đây, khi mà bác đang trong giấc ngủ ngàn thu, thì giấc ngủ ấy vẫn được soi tỏ bởi ánh trăng sáng dịu hiền, vẫn được che chở, vẫn được ấp ôm bởi người bạn tri âm tri kỷ của bác. Đồng ý không ạ? Nhá. Đó. Rồi tiếp tục ta có hai câu sau. Vậy khi đứng trước cái khung cảnh như vậy, thì tác giả có cảm xúc như thế nào? Tác giả đã không thể ghìm nổi nỗi xúc động nữa rồi, để mà vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Cái cụm từ vẫn biết mà sao, đúng không? Cho thấy một sự mâu thuẫn giữa lý trí nhận thức với cả cái gì ạ? À, với cả tình cảm, cảm xúc. Nghĩa là vẫn biết rằng, lý trí thì vẫn biết rằng như thế này, nhưng cảm xúc thì không thể nào kìm nén được nữa, vẫn cứ xúc động khôn nguôi. Vậy lý trí nhận thức biết về điều gì? Vẫn biết là trời xanh là mãi mãi. Đồng ý không ạ? Thì hình ảnh trời xanh ở đây là một hình ảnh ẩn dụ cho điều gì? Cho sự trường tồn của bác. Bác sống như trời đất của ta mà, nên vẫn biết rằng trời xanh là mãi mãi, nghĩa là vẫn biết rằng tư tưởng của bác, tấm lòng của bác hay hình ảnh của bác vẫn luôn sống mãi trong muôn triệu trái tim người dân Việt Nam. Bác vẫn còn đó. Nhưng sự thật thì vẫn rất đau lòng. Nhưng tình cảm của tác giả thì vẫn không thể nào xuôi chiều theo lý trí được, mà sao nghe nhói ở trong tim. Cái cảm giác nghe nhói ở trong tim này này là một cảm giác mà tác giả đã diễn tả bằng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, đúng không ạ? Để cụ thể hóa một nỗi đau. Cái cảm giác đau nhói là cảm giác như là có hàng ngàn mũi kim đâm vào trong trái tim của mình vậy. Đúng không? Một cái nỗi đau mà nó cứ khắc khoải, nó cứ âm ỉ và nó không thể nào nguôi ngoai được ấy. Mà sao nghe nhói ở trong tim? Đau đớn lắm, xót xa lắm. Đúng không ạ? Nhá, thì tác giả như nghe thấy từng cái tiếng đau nhói ấy. Nên đây là một cách diễn tả đã cụ thể hóa nỗi đau, nỗi xót xa trước sự ra đi của bác. Vậy nên với những cái tình cảm như thế thì khổ thơ thứ ba này có thể nói là khổ thơ xúc động nhất. Với những dòng thơ chan chứa cảm xúc chân thật, tác giả kính trọng bác vô cùng nhưng cũng xót xa vô cùng trước sự ra đi của bác. Tình thương ấy, nỗi niềm ấy có câu thơ nào có thể diễn tả hết được. Giờ đây mượn những vần thơ và cũng mượn cái giá trị, cũng mượn cái sự sâu sắc hàm xúc của những câu thơ để tác giả bộc lộ lòng mình, và bạn đọc cũng từ những vần thơ đó mà khám phá được thế giới cảm xúc bên trong tác giả, và cũng như đồng điệu với từng nỗi xót xa, cũng như là đồng điệu với từng cái tiếng đau nhói trong trái tim của tác giả vậy. Đọc đến đây, chẳng ai là không hiểu được cái nỗi niềm xót xa ấy, bởi vì bác vĩ đại quá. Công lao của bác sáng ngời suốt biết bao nhiêu năm như thế và chắc chắn vẫn sẽ luôn trường tồn cùng với sự phát triển của dân tộc. Nhưng sự thật thì quá đau đớn, đúng không ạ? Đọc đến đây thì chẳng có ai, chẳng có người con Việt Nam nào lại không đồng điệu với cảm xúc của tác giả cả. Từ đó mà ta lại càng thêm trân trọng những vần thơ này. Những vần thơ vừa là tiếng nói của cá nhân tác giả, nhưng cũng vừa là tiếng nói chung trong tiếng lòng của tất cả chúng ta. Các em có thể liên hệ một chút tới cái khía cạnh lý luận văn học trong cái giá trị của những vần thơ. Đặc trưng của thơ là tiếng nói của cảm xúc. Thế nhưng một đặc trưng nữa của thơ đó là gì? Cảm xúc ấy thì không chỉ của riêng tác giả, mà từ cuộc đời riêng đến với cuộc đời chung,
Thơ ca vẫn luôn trường tồn bằng cách vừa nói lên tiếng lòng của mỗi người cầm bút, nhưng còn vừa tạo nên sự đồng điệu với biết bao nhiêu thế hệ bạn đọc nữa. Các bạn hình dung ra chưa nào? Nhá, đấy, thế nên là đối với những cái câu thơ mà khiến cho các em xúc động ấy, khiến cho các em rung động, khiến cho các bạn như cũng cùng cảm nhận được cái cảm xúc của tác giả, thì các bạn có thể bình luận sâu hơn. Đấy là cơ hội để các em tăng thêm cái tính cảm xúc trong bài viết của mình. Và một trong những cách để tăng thêm tính cảm xúc ấy, để bình luận sâu hơn ấy mà không bị dài dòng, không bị lan man, đó là các em liên hệ tới những cái khía cạnh của lý luận văn học. Và khía cạnh ở đây là cái khía cạnh liên quan đến gì ạ? Đặc trưng của thơ, vẻ đẹp của thơ ca, hoặc là chức năng của văn học. Đấy, thì các em có thể liên hệ thêm, trích ra một vài những nhận định, đồng ý không? Và đặc biệt là phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của mình, các bạn nhé. Các em hình dung ra không nào? Ừ. Các bạn hiểu ý chị không? Đồng ý không ạ? Đấy là nội dung của khổ thơ thứ ba đấy. Các bạn đã nắm rõ chưa? Không biết là đến khổ thơ này thì những bạn nào chúng mình đã có thể là cùng cùng nêu ra với chị không? Có nghĩa là các em không cần đợi chị phải viết như thế nào, các em viết lại mà các em hoàn toàn có thể chủ động nêu ra những kiến thức cơ bản của khổ thơ thứ ba này không nhỉ? Có bạn nào không? Nếu như được như thế thì rất là tốt đấy. Nghĩa là ở đây là chị không còn là chỉ là một người triển khai ra để các bạn ghi lại nữa, mà là cùng đồng hành với các em luôn. Chị thực sự rất mong muốn điều đó diễn ra ở trong chiến dịch này. Đồng ý không? Và đặc biệt là ở trong cái quá trình các em ôn tập với các văn bản. Ừ, nắm được rồi đúng không nào? Đồng ý, ok nhá. Và các em cũng cũng nắm bắt thêm về cái cách cách đưa dẫn chứng liên hệ mở rộng này, rồi là cách liên hệ với kiến thức lý luận văn học trong quá trình phân tích của mình nha. Ừ, rồi, ok. Không thì các bạn cứ băn khoăn mãi là làm thế nào để đưa kiến thức lý luận văn học vào trong bài viết, thì không phải là chỉ ở mở bài kết bài với những nhận định hay mà chúng ta sử dụng đâu. Mà lý luận văn học chị nghĩ là cái khía cạnh hay nhất khi chúng ta đưa vào các bài văn phân tích cảm nhận là khi mà chúng ta có được sự rung động với những dẫn chứng hay, để rồi từ dẫn chứng ấy ta muốn nâng lên, ta muốn nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của nó, ta muốn nâng lên cái ý nghĩa của nó. Đúng không ạ? Thì ta lại áp dụng cái nước lý luận văn học vào trong đó, thì cái dẫn chứng mà chúng ta yêu mến đấy ấy, nó sẽ càng tỏa sáng hơn đấy. Và đấy chính là bình luận sâu, chính là phân tích sâu. Nhớ chưa? Rồi, ừ, có ạ. Rồi, chị đã thấy phản hồi của các bạn rồi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với khổ thơ cuối cùng của bài thơ này nhá. Nào, khổ thơ cuối, cảm xúc của tác giả khi phải rời xa Lăng Bác. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chia bố cục phân tích cho khổ thơ thứ ba này nhé. À, khổ thơ cuối cùng, chị xin lỗi. Với khổ thơ cuối cùng ấy thì bố cục phân tích thế nào mà nó lại rất là tương đồng với cả khổ 1 đúng không các em? Ta cũng sẽ phân tích theo bố cục 1 3, nghĩa là ta phân tích một câu đầu. Và sau đó thì phân tích ba câu cuối. Và câu thơ đầu tiên ở trong khổ này cũng có một cái sự tương ứng, cũng có một sự đối xứng với cả câu đầu tiên của khổ 1. Nếu như bắt đầu bài thơ, tác giả cất lời chào, đúng không ạ? Cất lời thông báo, con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Thì câu đầu của khổ cuối lại là một lời tạm biệt, mai về miền Nam thương trào nước mắt. Đúng không? Lời tạm biệt này xúc động ở chỗ tác giả sử dụng những từ mai này, miền Nam này, để cho thấy cái sự xa cách cả về thời gian, xa cách cả về không gian, đúng không ạ? Nhá, rồi là gì? Tác giả cũng bộc lộ trực tiếp cảm xúc là thương trào nước mắt. Có lẽ cảm xúc này vẫn đang được nối tiếp từ cái niềm xúc động khôn nguôi trong khổ ba, vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim, vẫn còn đau đớn mà xót xa nhiều như thế, nên giờ đây khi phải rời xa Lăng Bác thì niềm cảm xúc vẫn rất là dâng trào, mai về miền Nam thương trào nước mắt, diễn tả trực tiếp
cái niềm xúc động, nghẹn ngào và cũng là cái sự quyến luyến không muốn rời xa. Đúng không? Câu thơ này như là một lời tạm biệt. Nhưng mà không hề dứt khoát đâu, mà là một lời tạm biệt đầy lưu luyến. Và bởi vì lưu luyến quá, bởi vì không thể nào ngay lập tức rời xa Lăng Bác, nên dẫu cho có phải rời xa về thời gian, về không gian, thì tác giả vẫn muốn được hóa thân thành những sự vật xung quanh Lăng Bác để có thể mãi mãi được ở nơi đây, mãi mãi được ở bên người. Nên khi phân tích ba câu tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích điệp từ muốn làm. Muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Điệp từ muốn làm đã nhấn mạnh cái khát khao được, khát khao được hóa thân. Đây là một khát khao tự nguyện và rất đỗi chân thành của tác giả. Các bạn nhé. Vậy tác giả muốn hóa thân thành điều gì? Nào, biện pháp liệt kê. Với các hình ảnh, thứ nhất là muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác. Muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác, muốn làm đóa hoa để tỏa hương đâu đây? Thì đây là những hình ảnh của tự nhiên, đúng không ạ? Rất là giản dị. Nó cho thấy được cái khát vọng của tác giả là được cống hiến, được hiến dâng những gì tốt đẹp nhất để có thể ở bên người. Đúng không? Cống hiến cho cái không gian nơi Lăng Bác. Cống hiến những cái sức lực tâm trí của mình để bày tỏ tấm lòng thành kính với bác. Ở đây, khát vọng của Viễn Phương dường như cũng đã đồng điệu với khát vọng của Thanh Hải, khi Thanh Hải cũng bộc lộ cái ước nguyện cống hiến của mình bằng cách mong muốn được hóa thân thành những sự vật giản dị nhất, nhưng cũng là những sự vật đại diện cho cái khát khao trong sáng nhất. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Thì hình ảnh con chim hót, hình ảnh đóa hoa tỏa hương ở đây cũng mang cái ý nghĩa tương đồng trong hình ảnh con chim, hình ảnh đóa hoa của Thanh Hải đấy. Đồng ý không ạ? Cùng là để thể hiện tác giả đang muốn cống hiến những gì tốt đẹp nhất, nhưng cống hiến một cách tự nguyện, cống hiến một cách chân thành, cống hiến một cách giản dị. Đúng không? Đấy. Và không chỉ vậy, tác giả còn muốn hóa thân thành cây tre trung hiếu. Đây cũng là một hình ảnh của tự nhiên, nhưng đây là một sự xuất hiện trở lại của cây tre với nét nghĩa bổ sung. Nghĩa là cây tre này vẫn mang cái đặc điểm của hàng tre trong khổ một ý, cũng bão táp mưa sa đứng thẳng hàng, cũng kiên định, cũng kiên cường, cũng đoàn kết, cũng bền bỉ. Và giờ đây không chỉ có những phẩm chất ấy mà cây tre còn mang trong mình phẩm chất trung hiếu, trung thành, đúng không ạ? Nhá, nguyện mãi mãi đi theo lý tưởng của bác. Đó, và rất là kiên định, trung hiếu mà. Đấy, thế nên là ở đây, nét nghĩa trung hiếu là một nét nghĩa bổ sung cho hình ảnh cây tre đã xuất hiện trong khổ một. Và nó cũng như một sự tổng kết đem đến sự trọn vẹn trong cảm xúc của toàn bộ bài thơ này. Không những vậy, thì tác giả còn sử dụng hệ thống các từ như là đâu đây này, muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác. Đồng ý không ạ? Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây? Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Đây là những chỉ từ để cho thấy là tác giả muốn gắn bó, đúng không ạ? Những cái từ ngữ này này cho thấy sự gắn bó, luôn luôn gắn bó bên bác, vẫn luôn quanh quanh đâu đây thôi, vẫn luôn quanh quẩn đâu đây thôi, vẫn luôn luôn mãi mãi ở cái chốn này thôi. Đó, đồng ý không nào? Nhá, đấy, thì đấy là về nội dung của khổ cuối. Và tổng kết lại thì nội dung của khổ cuối với cách tác giả sử dụng các hình ảnh và mạch cảm xúc ở đây thì đã có một cái sự tương ứng với khổ một, nên nó tạo ra cấu trúc đầu cuối tương ứng cho toàn bộ bài thơ.
kiểu như mở ra ở đâu ấy thì kết lại ở đó. Và cấu trúc này đã giúp cho cảm xúc của toàn bộ bài thơ được trọn vẹn hơn. Đồng ý chưa ạ? Đấy nhá. Đó, thì đấy là toàn bộ nội dung của bài thơ Viếng Lăng Bác khi mà chúng mình đã ôn lại từng khổ thơ một rồi. Không khó đâu các bạn ạ. Đúng không? Các bạn vừa học cùng với chị thì thấy được rằng là cứ đến với mỗi khổ thơ, chúng ta chia bố cục này, rồi chúng mình phân tích từng nội dung, từng từ ngữ, từng hình ảnh trong mỗi phần bố cục đấy là chúng ta đã triển khai được rồi. Bài thơ Viếng Lăng Bác đối với bản thân chị là một bài thơ rất hay, là một bài thơ mà dường như tác giả không có quá nhiều những sự trau chuốt đâu. Hoàn toàn là xuất phát từ những cảm xúc chân thành, thế mà lại tạo nên những vần thơ sâu sắc như thế. Thế mà lại tạo nên những vần thơ mà ở đâu ta cũng thấy được biện pháp tu từ. Nhưng với rất nhiều những biện pháp tu từ đấy nhưng lại không đem đến cho chúng ta một cái cảm giác là tác giả quá trau chuốt, mà vẫn giữ được một sự chân thành, đúng không ạ? Vẫn giữ được một cái sự chân thành, vẫn giữ được một cái sự tự nhiên trong dòng cảm xúc. Và đấy cũng chính là lý do mà thơ ca vẫn luôn trường tồn đấy. Từ bao giờ cho đến bây giờ, đúng không ạ? Nhá, thơ ca ra đời giữa những buồn vui của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế. Thơ ca là tiếng lòng của cảm xúc cá nhân, nhưng nó sẽ tạo nên sự đồng điệu giữa muôn triệu trái tim người đọc. Vậy nên, hãy để cho ý nghĩa của bài thơ Viếng Lăng Bác vẫn luôn đọng lại những giá trị tốt đẹp nhất trong trái tim của các em nhé. Đồng ý không nào? Mong rằng là sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn đã một lần nữa được ôn tập lại về bài thơ Viếng Lăng Bác này. Và tài liệu của chúng mình được nhận sau buổi này cũng tương tự như buổi trước, bao gồm thứ nhất là bạn scan lại cái phần sơ đồ này nha. Đồng ý chưa? Thứ hai là hệ thống kiến thức của bài Viếng Lăng Bác. Thứ ba là một bài văn viết mẫu về bài thơ Viếng Lăng Bác. Để nhận được những tài liệu đó thì các bạn thực hiện giúp chị những bước như sau này. Bước 1 là chúng mình chụp ảnh lại sơ đồ mà hôm nay chúng ta đã thiết lập được. Bước 2 là đăng hình ảnh sơ đồ đó lên trang cá nhân của mình, để ở chế độ công khai kèm theo hai hashtag học văn chị Hiên cho học cơ sở và hashtag khóa học chạy văn. Đồng ý chưa nào? Nhá. Đấy, kèm theo hai hashtag đó. Và bước 3 là các em chụp ảnh màn hình bài đăng đó của mình và gửi tin nhắn về cho fanpage học văn chị Hiên cho học cơ sở này nhá. Đấy, đồng ý chưa nào? Thì sau 3 bước như thế là các bạn sẽ được nhận tài liệu đấy. Đồng ý không nào? Nhá. Sau 3 bước như vậy thì cuối cùng chúng mình sẽ được nhận tài liệu về bài thơ Viếng Lăng Bác này. Mong rằng là những buổi học sau, những buổi học cuối của chiến dịch này, bao gồm là buổi học ngày mai, buổi học ngày kia, chúng mình ôn tập về bài thơ Sang Thu, về bài thơ Nói Với Con, thì cũng sẽ có sự tham gia của thật là đông đảo các bạn nhé. Hôm nay chị thấy đã có những lúc mà đông hơn cả buổi hôm qua. Đấy là một tín hiệu rất là tốt, cho thấy các bạn đang rất là quyết tâm và cố gắng trong cái hành trình ôn thi của mình. Và chị cũng mong rằng là trong buổi học sau thì các bạn sẽ tích cực trả lời các câu hỏi hoặc là tích cực cùng với chị triển khai nội dung của các bài thơ. Không cần phải đợi chị viết ra rồi các em chép lại nữa, mà các em nhớ được gì đối với cái nội dung mà chúng ta đang ôn ấy, các em cứ bình luận hết ra, chúng ta cứ nói hết ra, xem là mình đã nhớ đầy đủ hay chưa, xem là mình còn thiếu ý nào hay không. Đồng ý không ạ? Nhá. Còn buổi học sáng ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các em và hẹn gặp lại chúng mình trong những buổi học sau nhé. Đừng quên nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học chạy văn, để đăng ký và áp dụng chương trình ưu đãi của riêng chúng mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các em. Bye bye.